Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Mình đã tới Nam Hàn, cũng khoảng 6 tiếng rồi. Cái mùa Covid này đi máy bay rất là vất vả, mà lại tốn kém nữa. Các bạn biết chuyến về của mình là tốn, nghĩa là mình đi chính thức đó nha, là tốn tổng cộng hết cũng khoảng hơn 4.000. Chuyến quay lại Mỹ thì tốn cũng gần 1.000. Tại vì cái mùa Covid này máy bay mình bút vé như vậy đó đi rất là đắt. Thường thường tôi đi thì các bạn biết có những cái tháng á, có lần tôi đi chưa tới 500 đô nữa, bạn đi bạn về, mà có lần đi mắc lắm là 850 là mắc lắm. Nói chung thì là mình đi đây đi đó nhiều, và mình cũng đi trên những cái chuyến bay đó, thì lần này phải nói là cái đại dịch Covid nó ảnh hưởng ghê gớm thiệt chứ. Các bạn thấy phi trường quốc tế của Hàn Quốc mình từ hồi sáng bây giờ nó vắng, tôi nói có thể hàng trăm chiếc máy bay nó đậu ngoài kia các bạn, như là cá mồi dài, đậu dài mà kia. Một chiếc máy bay Boeing 777 các bạn biết nó chở trên 300 người mà đi nó vắng như chùa Bà Đanh vậy, khoảng trăm người là nhiều lắm. Chuyến này đi còn vắng dữ nữa, khủng khiếp, nó ảnh hưởng ghê gớm thiệt chứ. Công nhận nó tàn phá cái nền kinh tế của toàn cầu đó các bạn. Nhưng mà ở Việt Nam thì tôi thấy dân Việt Nam mình đời sống bận rộn khủng khiếp luôn. Người dân buôn bán rồi quốc nội thì máy bay cũng bay vèo. Dân mình công nhận chịu chơi, ai cũng lo làm ăn. Mà những cái quốc gia tôi, các bạn thấy khi mà những cái quốc gia mà phát triển như Nam Hàn hay Mỹ, các bạn thấy nhìn ở ngoài hay quay thì nó rất là đẹp, nhưng mà cuộc sống và đời sống phải nói là ok. That cannot sit here. Where did you came from? Are you going to Seattle? Yeah. Where did you came from? Vietnam. Vietnam? Yeah. Over there? Okay. You have to check in. Okay, thank you. Các bạn thấy nó bắn nó quắn khủng khiếp luôn á. Mà mình nhìn thấy như vậy, nhìn lại Việt Nam các bạn phải nói là rất là tự hào. Tôi phải nói là rất là tự hào. Cái những người lãnh đạo Việt Nam phải nói là rất là giỏi. Phải làm sao giữ được cái kinh tế cho người dân ở trong nước ổn định. Tôi hỏi các bạn, những cái sập hàng mà mua bán ở ngoài những cái phi trường như vậy thuê rất là đắt tiền, mà không bán được thì chỉ có chết chắc. Các bạn thấy không? Vất vả. Những chiếc máy bay hồi lúc trước các bạn biết đi á, là người ta ngồi ngợt luôn. Tại vì một chiếc máy bay mà Boeing 777 là nói mà bay là khoảng trên 300 người á. Người ta chen chúc, mỗi lần mà nó cầm bảng chuẩn bị mà xuống máy bay đó, ô thôi ai cũng nhốn nháo. Người nào cũng nhốn nháo. Các bạn thấy phi trường máy bay nó đậu như cá mồi coi nè. Nó đậu everywhere, khắp mọi nơi luôn. Nó đậu ngợp luôn. Hỏi chứ man, bởi ở Mỹ mấy cái quốc gia mà phát triển các bạn biết, tình hình kinh tế hay chính trị mà nó có bất ổn á, đời sống của những người dân lao động phổ thông á chăm bề vất vả. Nhìn bên ngoài nhiều khi thấy họ live stream, họ đi chơi, họ đi xe hơi thế này nọ, đi ăn đi uống, các bạn thấy chắc là sung sướng lắm. Nó chỉ là cái mặt bề nổi bên ngoài thôi chị các bạn. Ở Việt Nam á mới là thật. Tôi nói ở Việt Nam cuộc sống mới là thật. Tại vì người dân Việt Nam họ làm xong rồi chiều cái họ về, họ đi ăn nhậu tiệc tùng. Họ muốn chơi, muốn nghỉ. Các bạn thấy không? Một cái phi trường quốc tế như vậy, từ hồi tôi tới đây hồi lúc 6 giờ mà giờ 12 giờ gần 11 mấy rồi. Lúc 6 giờ mà các bạn thấy tôi vắng ơi là vắng khủng khiếp. Còn nhiều khó khăn lắm anh chị các bạn. Nhìn về quê hương phải nói là rất là tự hào. Rất là tự hào cái cuộc sống ở quê nhà. Những cái thành phố đô thị lớn thì ở Việt Nam vẫn còn phát triển rất là tốt.
Các bạn biết hiện nay cái thị trường chứng khoán giao dịch của Việt Nam, tại vì mình buôn bán, mình sản xuất rồi mình buôn bán trên cái thị trường toàn cầu á, là mình giao dịch ở New York rất là lớn nha anh chị các bạn. Những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mình giao dịch đó, chính vì vậy mà hiện nay hàng Mỹ nó đang nợ Việt Nam, nó nợ Việt Nam mình gần 40 tỷ rồi đó. Các bạn thấy không? Rất là ngạc nhiên mà mấy cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước đó, nó không bao giờ biết mấy chuyện đó. Thường thường tôi đưa ra nó nói tôi nói láo, mà khi tôi đưa ra những cái link đó, thì nó không có chịu đọc. Những cái link của tụi Mỹ đó, về bên Bộ Ngân phố Quốc gia Mỹ đó. Đấy. Xong rồi nó nói cộng sản tiên truyền láo. Các bạn thấy không? Tụi nó rất là điệu giả. Mấy cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó điệu giả lắm. Các bạn thấy lên trên mạng ngày nào cũng vậy, mấy chục năm nay lúc nào cũng vậy. Ngày xưa khi mà chưa có Facebook anh chị các bạn, ở những cái diễn đàn như là Yahoo 360 hả, là tụi nó nhảy vô trong đó âm 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 âm, nó thành lập lên cả trăm diễn đàn vậy, là nó xuyên tạc, nó vẽ hình rồi nó bóp méo những cái câu chuyện về Việt Nam, nó làm cho những cái người ở trong nước, những cái người giới trẻ đó bị mù quáng và không hiểu. Mấy hôm nay thì tôi cũng thấy, để ý một cái bạn này cũng trẻ kêu tôi là chú Lợi Minh, khi nói về vấn đề mà cải cách ruộng đất, em này như cháu này, em này như cũng ở trong nước, và đem ra là trách móc rồi nói là người này có tội, người kia có tội. Các bạn thấy cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước, khi mà theo dõi những cái thông tin của đó, nó xuyên tạc, nó đầu độc những cái giới trẻ như vậy. Bởi vì những cái giới trẻ họ không có nhìn một cách thấu đáo, khi họ cho rằng vấn đề cải cách ruộng đất là sai, là do những người lãnh đạo sai, những người đứng đầu lãnh đạo là sai, hoàn toàn cái đó là không có đúng. Tụi chống cộng nó rất là khốn nạn, nó bởi tôi ghét nó một cái, nó xuyên tạc. Các bạn biết nó đem những cái hình ảnh đó, nó khơi dậy những nỗi đau của đất nước, bởi vì cái hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam của mình ở cái thời kỳ đó, hỏi các bạn chứ, giai cấp công nông bị bóc lột quá tàn bạo, một cách tàn bạo, nó thể hiện qua cái câu chuyện của chị Dậu mà tác giả Ngô Tất Tố đã viết lên, đó là ở khu vực miền Bắc. Còn nếu mà những người ở khu vực miền Nam á, có những cái tuồng cải lương các bạn, như là Tiếng Hò Sông Hậu, nói về cái thời kỳ mà thực dân Pháp phong kiến đồ, nó thối nát, nó bóc lột cái những người dân lao động, giai cấp công nông, không còn một cái gì, họ làm đầu tắt mặt tối. Và những cái tơi mà chủ điền, tá điền, phú hộ đồ, nó ăn trên đầu, trên cổ người ta, con chim trời cá nước, mà nó khi mà người dân lao động họ khổ quá, họ bắt họ ăn, nó cũng nói của nó. Các bạn thấy không? Khi tận cùng như vậy, cho nên cái cải cách ruộng đất á, là rất là đúng. Cái thời đó rất đó đúng chứ nó không có sai. Trả lại ruộng đất cho những cái người nông dân, người cày có ruộng. Nhưng mà bởi vì cái khi đó những cái người nông dân họ quá căm hờn đi. Họ quá căm hờn, nỗi đau của họ biết bao nhiêu người chết chóc. Các bạn thấy ngay cả cái vụ khi mà biến cố năm 1945 thì phải, nạn đói các bạn thấy, rồi những tay chủ điền, tá điền nó sống phè phè. Ok, thank you. Yeah, I'm coming. Okay. I'm coming. Thôi mình mình phải dắt in rồi nha anh chị các bạn. Bây giờ nó thôi mình like chút xíu nữa thôi. Mình sẽ tranh thủ các bạn thấy đó. Thành ra nhưng một số cái giới trẻ cứ đem đó ra, tại vì khi mà lòng căm hờn của những người mà bị như vậy đó, họ phẫn út, cho nên họ quá mạnh tay thôi. Họ quá mạnh tay khiến cho có những cái mà nó không đúng, chứ không phải là do những người lãnh đạo, người ta lãnh đạo ở trung ương hay là những người đứng đầu lãnh đạo, người ta chủ trương là như vậy. Các bạn thấy, bởi vậy nó tạo ra những cái giới trẻ trong cái tuổi mà xuyên tạc chống phá, nó lợi dụng những cái cơ hội đó, các bạn biết, nó phá hoại đất nước mình, và nó tìm đủ mọi cách, nó nhồi nhét vào những cái đứa trẻ sau này, tạo ra những cái mâu thuẫn tiếp nối và tiếp nối. Đó là lý do tại sao tôi và anh chị các bạn có mặt trên không gian mạng này là như vậy. Bởi tôi hiểu được cái sự thâm độc của những cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Tụi nó độc ác lắm, tôi nói anh chị các bạn biết. Nó vô cùng ác độc. Mấy chục năm nay tôi biết,
Khi mà Yahoo 360 có, lúc đó các bạn biết nó chơi những cái trò chơi mất dạy lắm. Mấy tụi đó là coi như là không có cái thuốc nào mà trị nó được chân á. Chỉ có làm sao rồi vạch mặt tụi nó, đừng để những cái giới trẻ khác họ đi vào những cái sự lầm lỗi đó thôi. Chỉ có vậy thôi à. Chứ có nhiều người nói ô Lợi Minh đừng có nói vậy, nó gây đến sự gọi là không có đúng với chủ trương của nhà nước, không có đoàn kết, không có đúng nghị quyết 36, không hòa hợp hòa giải. Tôi nói chị các bạn, đó là những người mình còn suy nghĩ một cách nó chưa có đúng đắn thôi. Cái gì nó ra cái đó. Đất nước quê hương Việt Nam này luôn luôn mở rộng vòng tay cho những người con của đất mẹ trở về với quê hương. Nhưng các bạn không có hiểu nổi những cái tội mà chống phá đất nước, nó ác độc lắm. Tôi lâu lâu tôi chở vào trong phao thoát tụi các bạn biết hả, nó gặp tôi nó giống như một cái con mồi, mà tụi nó giống như là những con thú mà nó dồ tôi. Nó hả, thằng này cầm đứng cầm microphone, thằng kia cầm microphone. Tôi có cái nick là bảo lợi á, còn không là Lý Tự Trọng, tôi lấy nhiều nick đó. Nó biết tên, nó biết cái nick của tôi mà cầm cái nick bảo lợi vô một cái hả, tụi cha con tụi nó cầm microphone, nó gầm, nó gú mày ấy, nó hăng lên mình tiền thôi. Tôi ngồi đó tôi chỉ cười thôi. Các bạn biết nó dí á, chứ không phải đâu. Nó tụi nó ác độc lắm, mà nó xuyên tạc. Có nhiều thằng đầu hai thứ tóc rồi mà nó vẫn còn ngoan cố lắm. Nó về Việt Nam hoài à. Các bạn biết tụi nó về Việt Nam nó len lỏi, nó đi bô tới những vùng sâu vùng xa, nó len lỏi vào trong đó ha. Nó tìm đủ mọi cách, nó hoạt động đó. Nhưng mà nó lên mạng nó làm giống như nó là trí thức, nó làm giống như nó yêu dân thương nước lắm kìa. Mà nó gặp tôi tụi nó gặp tôi là nó tức lắm. Tại vì tôi biết cái tẩy đó, tôi nói thôi đi ông anh ơi, mà tôi thì nói chuyện với tôi nói anh ơi, không mà xưng em không à, thôi đi anh ơi, anh ra bộ anh về, anh đi vô lên trên Tây Nguyên, anh lên đó anh nằm vùng trên đó, anh lên đó anh đẻo, nó đi đẻo gỗ đó các bạn, nó dụ những cái người dân tộc á, nó đi đẻo gỗ, nó nằm mà suốt cả mấy tháng trời, cả năm trời nó lặn lội trong vùng sâu vùng xa. Tôi nói thôi đi cho anh nội. Anh mà về đó anh tạo cái gì nó thấy không được rồi các bạn biết, nó rút về Mỹ lại. Dưới tụi nó ghê lắm, nó còn ngoan cố. Tại vì các bạn biết những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước mà cực đoan á, đại đa số người thân của nó ở bên Mỹ hết rồi. Tụi nó ở bên Mỹ hết rồi, nó không còn, nó chỉ muốn làm sao nó phá hoại đất nước thôi. Cho nên có trông mong mà đem mấy cái thành phần đó về Việt Nam, nó đâu còn gốc rễ gì đâu. Nó đi 54 rồi 75 nó qua đó, nó kéo cả dòng họ nó đi hết. Các bạn biết nó kéo đời nó tới đời cháu nó kéo hết rồi. Nó qua bên đó nó đi làm lao nô cho người ta. Đâu có, các bạn đâu có hiểu đâu. Nó yêu đứa con khỉ gì. Tại vì các nhiều người không có sống với cái tội mà xuyên tạc chống phá đất nước ở bên hải ngoại. Tụi nó ghê lắm. Đừng có nghĩ rằng ô mấy hàng phần đó là Việt Kiều. Tụi nó mà Việt Kiều con mẹ gì. Mấy hàng nó rất là ác độc. Tôi nói các bạn không có mà tham gia tụi nó. Tôi tham gia nó mấy chục năm tôi biết. Nó tham độc lắm. Còn những cái chính sách của đảng và nhà nước đưa ra rất là đúng đắn để cho những người kiều bào mà người ta còn nguồn, còn gốc, còn cội ở quê nhà người ta về. Và những người mà người ta có cái tâm nguyện người ta về thật sự. Các bạn biết, còn đừng có trông mong những người mà thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước nó cực đoan. Forget about it. Tôi nói thật đi. Có nhiều người nói Lợi Minh đừng có nói quái này hay nọ, làm như vậy là không đúng với nghị quyết 36 hòa hợp hòa giải dân tộc. Chàng ơi, đảng và nhà nước xây cầu hòa hợp hòa giải, tụi nó xây tường ngăn cách. Bà nói cha nó xạo cha lắm. Tôi nói gì các bạn, hồi nghị quyết 36 vừa ra hả, là nó lên mạng nó xuyên tạc. Chàng ơi, cả năm này qua tháng nọ, rồi sau này nhà nước Việt Nam đưa ra cái chương trình nữa là đăng ký công dân. Suốt cả 10 năm tôi nói các bạn, anh chị các bạn, chưa được 1.000 người mà đăng ký nữa. Rồi sau này thời ông Nguyễn Tấn Dũng mới extend ra, có nghĩa là mới gia hạn thêm nữa. Tụi nó xiên tạc, nó nói dụ nó về, nó làm ghê lắm kia. Trời ơi, tụi nó thủ đoạn lắm. Tôi nói chị các bạn biết, Việt Nam cứ mở cửa chào đón những người nào mà họ có nguyện vọng về quê hương. Còn những thành phần mà nó chống phá xuyên tạc, nằm mơ đi.
Tôi nói mấy cái giới trẻ sau này nó cũng bị đần quá. Như cái thằng Chim Nguyễn các bạn thấy của tụi Việt Tân đó, nó về đó, các bạn thấy không? Nó bị tụi nó đầu độc rồi nó về, nó cũng chống phá như con Emily Page cũng vậy. Tên tụi nó lấy tên Mỹ mẹ rồi mà nó cũng về. Nó về nó cũng quậy các bạn thấy không? Còn những người mà có trí thức, hiểu biết, nó khác. Người ta sống, người ta nhận định được đâu là đúng, đâu là sai. Còn mấy thành phần bá dơ á, trời ơi, các bạn biết Mỹ nó hỗn tạp lắm. Mấy cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó chỉ muốn làm sao lật đổ cái thể chế này. Việt Nam phải chiến tranh, phải nghèo khổ, phải loạn lạc, giống như Myanmar, Kashmir, Trung Đông, Syria, Libya, Afghanistan, Iraq, vân 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 vân. Nó không có muốn thấy Việt Nam mà phát triển thịnh vượng đâu. Mỗi lần mà tôi đăng những cái bài báo của chuyên gia kinh tế, đồn người ta nói về nước Mỹ phát triển, chen hả các bạn vào đó nghe nó chửi. Nó chửi nát nước luôn, nó chửi không còn bờ bến luôn á. Chứ không phải là tôi ngồi đó tôi chỉ lắc đầu. Bởi nhiều người đưa tôi vào mấy cái đấu trường, nhiều khi mình ngồi mình nghe nó biết là mình cũng bị lú lẫn theo nó. Nhiều khi nó nói chuyện cái thằng mà nào, nó có cái thằng mà nó lấy cái hình đàn gãi tay trâu, tôi nói chuyện với ông thật, ông lấy cái hình đàn gãi tay trâu ông cũng cỡ lội đó. Chàng ơi, đừng có ngồi đó mà mơ. Chơi rồi là cứ chơi thẳng tay, không có nhân nhượng. Ôi Lợi Minh đừng có nói quá, Việt Kiều này nói, Kiều Bào này, Kiều Bào đủ lội hết. Tôi nói anh chị con đủ lội hết. Còn đừng có ngồi đó mà mơ, lên trên mạng mà mơ phải là ngọt ngào, phải là nhẹ nhàng. Bớt giỡn đi các bạn đấy. Chàng ơi, thôi mình phải chuẩn bị sắp sửa xuống máy bay rồi. Mình bay chuyến này nữa, mình về rồi bay chặn nữa. Có gì mình sẽ tiếp tục like tiếp, mình sẽ chia sẻ những cái gì hay nhất và tốt nhất. Chỉ mong là truyền về với quê hương để các bạn là những người đang thừa hưởng được một đất nước hòa bình, độc lập, một đất nước đang rất là tốt. Hãy gìn giữ cái sự hòa bình đó, hãy gìn giữ sự bình yên đó, bảo vệ cái chế độ này. Tôi sẽ giải thích, tôi sẽ tìm đủ mọi cách tôi giải thích để các bạn sẽ thấy cái sự ưu việt của nó, cái sự khác biệt của nó. Hồi nãy tôi vào tôi đọc một cái bài đăng của một diễn đàn của một người bạn nói rằng Mỹ tư bản kinh tế là tư nhân này, bớt giỡn đi. Tôi đọc một hồi tôi thấy những cái đề tài nó toàn là xạo không à, mẹ kiếp nó. Ok thôi mình trả microphone rồi nha, thôi mà bye nha, bye 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 b